là một cái ngày khá là đặc biệt. Ngày hôm nay mợ ba hút cậu ba đi chụp hình và mợ ba đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ luôn là để có một bộ hình để mà cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã rất là ủng hộ phim Luật Trời của cậu ba. Nhưng mà hôm nay cậu ba không có được vui tại vì là ngày nghỉ của cậu ba mà cậu ba cũng không có được nghỉ ngơi gì hết mà bị lôi đi chụp hình, cho nên giờ mà hơi quạo, mà có vẻ rất là quạo. Và cậu ba cũng không biết là hôm nay sẽ chụp như thế nào, layout gì, đồ đạc ra sao, tại vì anh đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ biết bác cái xác đi chụp thôi. Vậy mà vẫn còn quạo, còn bực bội, nãy giờ mặt nhăn như là nhăn như khỉ luôn vậy đó, thì không biết làm sao cho vừa lòng. Vấn đề hôm nay không phải là đi chụp hay là ngày nghỉ của tôi, tình mệnh. Vấn đề hôm nay là nếu mà chụp cái layout này, tôi là chụp chính, thì sẽ có cái con nó đu theo để nó chụp ké. Mà nhìn cái con chụp ké, nó trang trí cái đầu của nó, cái tóc của nó rải kim sa hột xoàn lên, nó còn khủng khiếp hơn cái thằng chụp chính nữa. Cho nên giờ tôi không biết tôi tới đó chụp cái gì nữa, bộ hình về sân khấu cải lương hay gì. Dĩ nhiên hai cái layout đâu có chung với nhau đâu đúng không? Thì anh cứ chụp của anh đi, em chụp của em, đâu có liên quan gì. Như vậy là sẽ rất mất thời gian. Ví dụ như tôi chụp không mình, tôi chụp bình thường, chụp rất lẹ, chỉ cần thay đồ là chụp chụp bạc xong, cao tay lắm chụp không tới một tiếng đồng hồ là tôi xong rồi. Nhưng mà nếu như mà có mấy con chụp ké vô nữa mà nó làm lồng lộn vậy, ít nhất nó phải chụp từ 4 tới 5 tiếng đồng hồ đi, là coi như tôi mất cái ngày này. Thì là chụp 4 5 tiếng đồng hồ thì chụp lẹ thôi, có cái layout make up sẵn hết rồi, cái cùi lôi rồi đó mà lẹ, chắc chắn là sẽ lẹ. Lát nữa tôi đến chỗ chụp hình sẽ quay tiếp cho mọi người coi một cái buổi chụp hình của anh Ánh và Tài Tài như thế nào, để mọi người sẽ có một hình ảnh mới hơn. Thì cậu ba trong phim Luật Trời nha. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã đến Sam Studio và chuẩn bị chụp hình. Bây giờ anh đã thay đồ xong rồi đó. Ông kia thì ông đang ngồi chơi, chơi Facebook, chơi điện thoại. Thay đồ đi, chụp chụp hình. Ủa thay đồ chi? Ủa tôi nói đâu sai không? Tôi chụp chính nhưng mà lúc nào cũng làm phụ hết trơn á. Nó tới rồi giờ thay sao kê lộc lẫy ra chụp trước tại sợ rớt hột. Giờ chúng ta 5 giờ sáng đến hộp lên mặt rồi giờ sợ mồ hôi ra rớt. Đi, cái này là ý tưởng của cảnh sát. Đây là ý tưởng của stylist. Giờ chúng ta sẽ đi gặp stylist. Đây, đây là stylist Helen Phương. Đúng vậy. Dạ, hôm nay đây là ý tưởng của chị ấy là chúng ta sẽ gắn bông, gắn hộp, gắn đồ lên mặt. Thì đây, đây là bộ đầm cho chị ấy thiết kế. Em chắc chắn hồi chị bạn quay cho em chứ giờ người ta không có thấy. Chị em tao nhận cái chị. Rồi, thì chị có thể cho mọi người biết là tại sao mà chị lên ý tưởng này không? Đồng ngột quá. Tại vì chị thích bông hoa ngày xưa giờ, nên là lúc nào cũng suy nghĩ về bông về hoa ấy. Là hồi sẽ có một cái shop hình là lấy nguyên cái bông hoa ụp lên mặt, che nguyên cái mắt luôn, cuối cùng không biết mẫu là ai hết. Rồi cảm ơn chị. Là chúng ta sắp tới chúng ta sẽ gặp nhiếp ảnh gia Sam. Hi. Dạ anh. Thật ra là hôm nay là chụp cho chồng em là chính, nhưng mà em đi theo chụp phụ thôi, nhưng mà cũng rất là đầu tư. Hôm nay có ý tưởng gì chụp cho chồng em không anh? À anh không có ý tưởng gì hết á. Tại vì chồng em chồng em trai rồi còn gì ý tưởng, đúng không? Dạ. Cười là đẹp rồi. Có em mới cần ý tưởng. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cái nhan sắc em nó thoải mái phải có ý tưởng. Cái đó em tự suy không phải anh nói. Kỳ quá đi. Thôi đó, rồi chúng ta sẽ xem đến một chụp hình nó sẽ như thế nào để biết là sẽ đẹp hay xấu nha. I wanna renaissance to shine a light, be the change we want, set things right. We've been waiting in the dark for so long. I want awakening my heart, hear the angels sing and shine a spark. We've been sleeping in. Ông đợi lâu quá, ông bị bực. Cuối cùng tôi phải nhường cho ông chụp trước, xong lát rồi tôi mới chụp tiếp theo sau. Đó, thêm một bộ đầm mới rồi. Sau khi nào có bộ hình này sẽ cho mọi người coi. Đó, mình chụp đó. Xong, vậy là hôm nay đã hoàn thành xong buổi chụp hình rồi. Đây, ông chồng tôi. Sao anh? Nên chụp hình vui không? Con về thăm con. Kỳ vậy? Đi chụp hình mà nhớ con là sao? Tôi chụp 18 bộ đồ, tôi chụp có nửa tiếng đồng hồ. Tôi chụp có 2 bộ đồ, 6 tiếng. Giờ con tôi nhà biết ăn uống sao, ai tắm rửa, có ai câu để ngủ.
nhảy lầu chết đi rồi. Mệt quá. Phỏng phỏng vấn ông này thì các mệt ghê. Đây là hai nhân vật chính hôm nay đã rất là mệt mỏi và chồng ánh mai. Yeah. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh Sam với chị Helen Nguyễn hôm nay đã góp phần tạo nên bộ ảnh được lung linh cho hai chồng em. Và cái bộ ảnh đó như thế nào thì anh Ánh và Tài Tài sẽ gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.